nào bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ta, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ta, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Bất chấp mạo hiểm gian nan, ta sẽ luôn sẵn sàng, luôn trau dồi những tri thức, dễ mến với trưởng thành, vững niềm tin với đồng đội, câu đôi kia dễ thôi. Phóng tầm mắt đến nơi khác, nhanh nhanh ta xuất phát. Tôi mọi thắc mắc với trí thông minh, dù cả tư thái cũng trang một mình. Ngày hôm là những người có sức mạnh và can đảm. Nào bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ta, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ta, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Đội thám hiểm cùng con. Những người tham gia cuộc thi chạy đua tranh thảo nguyên xanh lần này ai cũng giỏi hết trơn á. Không ngờ mình chỉ đạt được hạng 3 thôi. Sau này mình phải cố gắng hơn nữa. Cừu vui vẻ nhìn thấy chúng ta chuẩn bị những thứ này, chắc là vui lắm cho coi. Chuẩn bị. Mọi người nhớ kỹ, lát nữa cừu vui vẻ cầm huy chương quán quân về đây, chúng ta phải lập tức bắn pháo giấy ngay. Được. Cái cậu ấy tưởng mình được hạng nhất. Trời ơi, lần này mình nhất định sẽ đem cúp quán quân về đây cho con. Cậu nhất định sẽ làm được. Cố lên, tụi mình chờ nhà vô địch trở về đây. Thế mình cố gắng đem một chút là được rồi. Ai ở đó vậy? Có phải cậu vui vẻ không? Thú nhỏ, biến hình. Trái dừa. Mình phải giải thích như thế nào với họ đây? Là tiếng gì vậy? Để nó coi thử coi. Các bạn, hey, sói xám tới rồi đây. Cụ vui vẻ, sao con lại ở đây vậy? Mọi người đang chờ con về để chúc mừng đó. Nhiệm vụ khẩn cấp, con chỉ thích trở về sao? Nhưng mà chú nhớ đâu có giao nhiệm vụ cho con đâu. Chú đừng hỏi con nữa mà, chúng ta mới tới đó hỏi xem mọi người như thế nào đã. Mọi người, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên các bé ông đi ra khỏi tổ để lấy mật. Các bé ông khác đều đã quay về nhà rồi, nhưng không thấy Mimi đâu cả. Tụi em tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy đâu. Mọi người có hình của Mimi không? Có hả? Mimi nhỏ vậy hả? Đây là hình lúc nhỏ của Mimi. Đây mới là hình bây giờ của nó nè. Bây giờ mọi người cứ về nhà đi. Chuyện tìm Mimi cứ giao cho đội hành động cùng con là được. Cô cũng rất lo cho Mimi. Chúng ta chia nhau ra đi tìm đi. Cũng được, nhiều người thì tìm kiếm cũng dễ hơn mà. Vậy tụi cô sẽ qua đó tìm. Bên này thì nhờ các con nha. Được thôi. Được chúng thôi. Ta xuất phát thôi. Dạ. Hey, thế giới côn trùng rộng lớn như vậy, muốn tìm Mimi cũng không phải dễ. Chuyện gì vậy cụ vui vẻ? Mimi. Anh tìm thấy em rồi, Mimi. Con không biết người nhà của con đang tìm con khắp nơi sao? Bên kia có cái gì đó kìa. Nè, em đừng có chạy mà. Hai người đừng đuổi theo em nữa. Con mau theo chú về nhà đi. Dừng lại đi. Em không về đâu. Thả em ra, em còn chưa làm xong việc hút mật nữa. Con khỏi hút mật, đội trưởng của con đang chờ con kìa. Không được, không được, con phải hút thật nhiều mật. Nếu không con sẽ không trở về nhà. Thôi được rồi, tụi anh sẽ phụ em hút mật được không? Đúng rồi, anh là cừu vui vẻ, còn đây là chú sói xám. Hút mật xong thì chúng ta về nhà có được hay không? Các anh phụ em hút mật. Đúng vậy, nhưng mà hút xong rồi con phải theo bọn chú về nhà. Con hứa với hai người
Hả? Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Đi thôi. Chúng ta bắt đầu nha. Ừ. Chú phải cẩn thận chứ. Chú biết rồi. Mật qua này ngọt quá. Em bị mắc kẹt rồi. Mimi. Hả? Chúng ta hút mật qua ở đây hết rồi. Hơn nữa còn hút rất nhiều mật nữa. Con đã chịu theo tụi chú về nhà chưa? Chưa đủ đâu. Chúng ta hút hết mật ở đây thì phải tới chỗ khác hút tiếp. Không có đi. Mimi. Hả? Chắc chắn bên kia có rất nhiều mật qua. Mimi à, đợi chú với. Là cây hút bậy. Chẳng lẽ con tính chui vô trong bình đó để hút mật qua sao? Không được, cây hút bậy rất nguy hiểm đó. Chỉ cần có thể hút mật. Đừng đến đó mà. Chưa xe tốc độ. Nhiều mật quá. Mimi. Em có sao không vậy? Hai người xem, em hút được nhiều mật lắm. Tiêu rồi. Không phải là chụp kìa. Trời, cái miệng mình này cơm quá. Nhớp nháp thiệt á. Hả? Cánh của em bị dính vào nhau rồi. Hả? Em không sao chứ Mimi? Không sao. Chúng ta phải nhờ tới trung tâm hỗ trợ thôi. Đồng hồ không hoạt động rồi. Không thể nào. Em xin lỗi cừu vui vẻ và chú xói xám. Đều là tại em liên lụy hai người. Tất cả đều là tại em hết. Được rồi, hôm nay mọi người sẽ cùng nhau đi hút mật qua. Con sẽ là người hút được nhiều mật qua nhất trong ngày hôm nay. Cố lên, con nhất định sẽ làm được. Các con cũng phải cố lên nha. Dạ. Em cứ sợ mình hút mật chưa đủ nhiều sẽ khiến đội trưởng cảm thấy thất vọng, cho nên muốn hút nhiều hơn rồi mới về. Ai ngờ làm liên lụy tới hai người. Con đừng buồn nữa. Bây giờ không phải là lúc để rầu rĩ đâu. Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách ra ngoài mà. Vách bình này trơn quá, lối ra lại nằm tuốt ở trên cao. E là không thể leo lên trên đó. Chỉ có một cánh mới lên đó được thôi. Bay. Đúng rồi, có thể dùng dáng trượt để bay lên mà. Dáng trượt hả? Dáng trượt bị ngâm ở trong loại dung dịch này lâu rồi, nó còn hoạt động không? Con tin siêu xe tốc độ sẽ làm được mà. Nó có thể trượt lên trên rồi. Sắp lên rồi mà. Cố gắng lên nào. Bay lên đi Mimi. Hả? Em sẽ đẩy cây hố bảy nằm xuống, cứu hai người ra ngoài. Biện pháp nguy hiểm như vậy mà con cũng nghĩ ra được. Mau nằm xuống đi mà. À.
thấy con rồi. Đội trưởng. Hả? Cây hổ bẫy rất nguy hiểm, con mau tránh ra đi. Không được, cậu vui vẻ và chú sói xám còn ở trong đó, con nhất định phải cứu họ ra ngoài. Mọi người phụ một tay đi. Là đội trưởng ông đó. Ôi da. Cảm ơn mọi người vì chuyện lúc nãy nha. Hai người đã giúp cô tìm kiếm Mimi mà. Người nên cảm ơn phải là cô mới phải. Con thật là nghịch ngợm. Con đã đi đâu vậy hả? Đội trưởng, con đã hứa với cô sẽ hút thật nhiều mật. Con không muốn khiến con thất vọng, cho nên cứ bay khắp nơi để hút mật mà không chịu về. Con khờ quá. Một bé ong cố gắng làm sao khiến cô thất vọng được chứ. Mimi, cố gắng lên. Em biết rồi. Cảm ơn hai người nha. Cười vui vẻ chú sói xám. Hả? Con làm gì vậy hả cừu vui vẻ? Có phải con đang tìm cái này không hả? Tôi không giành được giải nhất, chắc mọi người thất vọng lắm. Ha, yên tâm đi, mọi người sẽ không thất vọng đâu. Con tưởng thật hả? Nhưng mà dù con có giành giải nhất hay không thì con vẫn là cừu vui vẻ quan trọng nhất trong lòng mọi người. Chú đã dò hết kết quả thi chạy của con rồi. Con tiến bộ hơn rất nhiều á. Chú sói xám, cảm ơn chú. Chúng ta về nhà thôi.